Đà Nẵng có tiềm năng tự nhiên như diện tích lãnh hải thuộc chủ quyền rộng, nhiều nguồn thủy sản, nhiều bãi biển đẹp, có vị trí địa kinh tế và địa chiến lược rất quan trọng. Thành phố này có núi rừng, trung du, đồng bằng, biển và đảo. Theo đó, các nét văn hóa hình thành tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt cho Đà Nẵng. Sơn Trà, một vùng đất giáp biển Đông ở phía Đông và sông Hàn ở phía Tây, đã góp phần quan trọng vào những tiềm năng và sự hấp dẫn đó. Đầu thập niên 70 của thế kỷ 15, sau cuộc Nam Chinh của vua Lê Thánh Tông, vùng đất Quảng Nam được xác lập vững chắc, để sau này con cháu Nguyễn Kim kéo dài Đại Việt đến mũi Cà Mau. Lê Thánh Tông đã lập ra Quảng Nam Thừa Tuyên, danh xưng Quảng Nam có từ đó. Trong cuộc Nam Chinh, một lần đóng quân ở núi Hải Vân, đêm khuya đứng ngắm biển trời, vua Lê Thánh Tông cảm tác bài thơ Hải Vân, Hải Môn, Lữ Thứ. Trong đó có bộc lộ cảm xúc: canh ba đêm vắng, mảnh trăng đồng long vằn vặt, trống canh năm gió mát, con thuyền lộ hạt dập dềnh. Đồng Long chính là vũng Sơn Trà, bây giờ gọi là Vịnh Đà Nẵng hoặc Vịnh Sơn Trà. Từ trong sử sách, khoảng thế kỷ 15 về trước, Sơn Trà là hải đảo, bốn bề nước bao bọc. Vịnh Sơn Trà là một thắng cảnh. Vịnh Sơn Trà đã bao lần dậy sóng vì ngoại xâm. Vùng đất Sơn Trà nói riêng, Đà Nẵng nói chung, cũng đã bao phen làm cho giặc ngoại xâm phải nếm trải đau thương, tổn thất nặng nề. Đồng Lao, sau này ta gọi là Vịnh Hàn, là Vịnh Đà Nẵng, là nó có nhiều cái ý nghĩa về mặt lịch sử. Mình nói về cái thời mở cõi đó thì rõ ràng là với cái sự kiện mà Lê Thánh Tông đặt tên cho cái vùng đất phía Nam là Quảng Nam, mở rộng phương Nam, là cũng xuất phát từ cái thế, cái nhìn ở trong Vịnh Đông Lan. Lúc bấy giờ thì tàu thuyền nước ngoài đã tấp nập buôn bán. Cho nên trong hai câu thơ nổi tiếng của Lê Thánh Tông về Vịnh Đồng Lam có khái niệm lộ hạt thuyền, cũng là một cái nước ở vùng ASEAN. Đó là nói thời mở cõi. Còn rõ ràng là Vịnh Đà Nẵng nó gắn liền với lại những cái sự kiện lịch sử ở cái thời cận đại và hiện đại. Người Pháp, hay nói đúng hơn là Liên quân Pháp Tây Ban Nha, đã chọn cửa hàng để mà đổ quân vào xâm lược nước ta năm 1858, mở đầu cuộc chiến tranh Mậu Ngọ 1858-1860. Mà cũng có thể nói đây là cái chiến thắng đầu tiên và duy nhất của người Việt đối phương Tây từ trước khi có Đảng. Đến năm 65 thì cũng người Mỹ là một lần nữa chọn Đà Nẵng để làm nơi đổ quân. Rõ ràng là Vịnh Đà Nẵng là có nhiều cái dấu ấn hơn lịch sử. Theo những cụ cao niên, Sơn Trà là nơi lưu trú rất sớm của nhiều cư dân từ Bắc vào khi vùng đất Quảng Nam được xác lập vững chắc và lâu dài vào cuối thế kỷ 15. Ở quận Sơn Trà, làng Nam An là một trong những làng xuất hiện rất sớm. Sau đó, nhiều làng xã khác tiếp nối sinh thành, phát triển. Trong quá trình mở rộng về phương Nam, Quảng Nam, tiên dân Quảng Nam bám vào duyên hải khai khẩn, khai canh để sinh cơ. Tư duy về sự an bình và biển cả qua quá trình phát triển, mở rộng làng xã Nam An, Nam Thọ, Mân Quang, Mân Thái,
An Hải, An Hải Đông, An Hải Bắc, vân vân. Nhiều người Đà Nẵng từ xưa đến nay vẫn gọi sơn trà là sơn trà. Qua thời gian, danh xưng sơn trà được gọi thành sơn trà và đi vào văn bản hành chính chính thức như hiện nay. Tôi cũng được biết là những ngày xưa đến đây là núi chưa có tên, còn núi sơn trà thì chưa có tên. Từ đó là lấy cái tên núi sơn trà để đặt gọi là sơn trà chứ không phải là sơn trà. Sau này biết gọi là sơn trà chứ hồi trước thì ở đây là sơn trà. Ngày xưa từ tên núi sơn trà trở về với tất cả với đồng bào. Chỗ nào có đất là có cây sơn, cái trà lò có trái thì chín thì màu đen. Cho nên như là đạt cái đó là dùng cái họ đạt của cái tên gọi là núi sơn trà. Sơn là núi mà ông dưới thế là trà là cái trà lò đó. Trước năm 1975, diện tích của sơn trà và một phần diện tích quận Ngũ Hành Sơn bây giờ còn có tên gọi là quận 3. Không gian quận 3 ngày đó phần lớn là căn cứ quân sự của Mỹ. Sơn trà lúc bấy giờ còn hoang sơ, so với phía bờ tây sông Hàn, tức phía bên Ni Hạ Thân, phía quận Hải Châu ngày nay. Vì vậy mà dân gian có câu: đứng bên Ni Hàn, ngó bên Tê Hàn, nước xanh như tàu lá. Đứng bên Tê Hàn, ngó bên Ni Hàn, phố xá nghênh ngang. Từ trước năm 1975 đến khi Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào ngày 1 tháng 1 năm 1997. Bên Ni Hàn nối bên Tê Hàn, ngoài vài cây cầu với hai làn xe, chỉ có con phà ngày ngày đưa khách sang sông với bao trắc trở đợi chờ. Ngay sau thời điểm Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, không gian sơn trà vẫn còn bề bộn, nhiều xóm nhà của làng biển sơn trà vẫn còn đơn sơ, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn, chật vật. Cùng thời gian đó, ven bờ sông Hàn thuộc quận Sơn Trà vẫn còn nhiều xóm nhà chồ với những ngôi nhà tạm bợ chen chúc nhau. Nhiều thế hệ của một gia đình cùng cư ngụ trong những căn nhà chật chội như treo trên mặt nước sông Hàn. Những xóm nhà tạm bợ đó đã dần được xóa, nhường chỗ cho những con đường, khu phố khang trang. Khi quận Sơn Trà được thành lập, cùng với sự kiện thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương. Tháng 1 năm 1997, quận Sơn Trà được thành lập, với phía đông và bắc giáp biển Đông, phía tây giáp sông Hàn, phía nam giáp quận Ngũ Hành Sơn. Như vậy, Sơn Trà xem như vùng đất nối biển Đông ở phía đông và con sông Hàn ở phía tây. Theo thời gian, tây đông sông Hàn, nhiều chiếc cầu được nối nhịp bờ vui. Những cây cầu nối đôi bờ sông Hàn đã góp phần quan trọng làm cho sơn trà ngày ngày thêm thấm thịt tươi da. Nhiều đường phố, khu phố đẹp, nhiều điểm vui chơi, ngắm nhìn cảnh vật đã và đang hình thành dọc bờ sông, bờ biển quận Sơn Trà, góp phần làm cho sơn trà trở thành nơi hấp dẫn nhiều du khách khi đến Đà Nẵng. Sơn Trà là địa bàn quan trọng về quốc phòng an ninh. Trên địa bàn Sơn Trà có cảng nước sâu Tiên Sa, đảm nhận vai trò cảng cửa ngõ quốc tế khu vực miền Trung. Cảng đang và sẽ được đầu tư xây dựng, trở thành khu bến cảng tổng hợp, cảng container, tiếp nhận tàu có tải trọng từ 30.000 đến 50.000 tấn, tàu container có trọng tải đến 4.000 TEU, tàu du lịch quốc tế đến 225.000 GT. Sơn Trà có bờ biển đẹp,
có đường nội quận thông với quốc lộ 14B nối Tây Nguyên Việt Nam với đất nước Lào. Nhiều con đường lớn đã hình thành ngang dọc khắp địa bàn quận Sơn Trà. Cùng với đó, bộ mặt đô thị hiện đại của Sơn Trà ngày càng rạng rỡ. Thời Trung Đại Việt Nam, vùng đất nối biển và sông Sơn Trà đã sinh ra danh thần Thoại Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại. Khi về cõi Vĩnh Hằng, ông được người dân Đà Nẵng thờ phụng cùng một khuôn viên ngay tại quê nhà phía Hữu Ngạn Hàn Giang, An Hải Sơn Trà, trong tình yêu thương ngưỡng mộ của bà con, dòng tộc và người dân vùng đất nối biển và sông. Danh thần Thoại Ngọc Hầu không những được nhân dân Sơn Trà thờ phụng khắc tên, mà ông cũng được người dân tận tỉnh An Giang khắc tên vào sông, vào núi tại quê hương mình, với Thoại Hà, Thoại Sơn, vì công lao của ông đối với vùng đất này. Danh thần Nguyễn Văn Thoại là nguồn mạch để người dân Sơn Trà Đà Nẵng và Thoại Sơn, tỉnh An Giang kết nghĩa thân tình. Hàng năm, vào ngày sinh và ngày giỗ của Thoại Ngọc Hầu, mỗi nơi sẽ tổ chức lễ kỷ niệm. Quận Sơn Trà Đà Nẵng và huyện Thoại Sơn An Giang đã thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, thiên tai. Quận Sơn Trà hiện nay có diện tích gần 60 km2, chiếm gần 5% diện tích thành phố Đà Nẵng và có 7 đơn vị hành chính cấp phường. Sơn Trà là một quận với nhiều biển và bờ biển sau huyện đảo Hoàng Sa của thành phố Đà Nẵng. Ngay trên vùng đất có nhiều biển của Đà Nẵng này, nhà trưng bày Hoàng Sa sắp được hoàn thành. Nhà trưng bày Hoàng Sa sẽ là nơi lưu giữ, trưng bày tất cả những tài liệu, di vật, sự kiện liên quan đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đó như là một biểu tượng tình cảm của nhân dân Việt Nam luôn nhớ về một huyện đảo của Tổ quốc Việt Nam với nhiều cát vàng và biển xanh mênh mông chưa được về trong vòng tay của mẹ Việt Nam. Sản xuất, khai thác thủy sản trở thành nghề truyền thống của Sơn Trà. Ngư trường của ngư dân Sơn Trà mở rộng đến vùng biển Hoàng Sa, đến các tỉnh lân cận, kéo dài đến Vịnh Bắc Bộ và biển Nam Trung Bộ. Sơn Trà lại nằm cạnh một trung tâm công nghiệp lớn, một thị trường có sức mua mạnh, tiêu thụ một khối lượng lớn hàng thủy sản trong tiêu dùng hàng ngày và trong công nghiệp chế biến. Trong một vài năm gần đây, quận Sơn Trà đã phát triển du lịch biển làm hướng chiến lược song song với việc đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch. Phát triển du lịch trong mối quan hệ liên vùng, kết hợp Sơn Trà Đà Nẵng với các khu du lịch miền Trung Việt Nam. Đồng thời, Sơn Trà chú trọng quan hệ du lịch quốc tế và với các quốc gia trên tuyến Liên Á. Tất cả sự phát triển đồng bộ của quận Sơn Trà đã góp phần làm cho đời sống nhân dân Sơn Trà ngày càng nâng cao. Con số có thể nói lên tất cả. Năm 2006, thu nhập bình quân mỗi người dân Sơn Trà chỉ đạt 8,1 triệu đồng trên một năm. Nhưng đến năm 2016 đã tăng lên hơn 5 lần. Quận Sơn Trà thì có một cái đặc thù là vừa có núi, vừa có biển, vừa có sông. Trên địa bàn Sơn Trà thì còn có cái cảng biển, còn có khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền, cảng cá và chợ đầu mối, khu công nghiệp dịch vụ thủy sản, chế biến hải sản và Thọ Quang. Tất cả những điểm đó hội tụ tạo cho Sơn Trà những cái thế mạnh để phát triển kinh tế xã hội. Chiến lược phát triển kinh tế nó cũng phải xuất phát từ những cái tiềm năng sẵn có
Tiềm năng của Sơn Trà như tôi nói hồi đầu, đó là cái thế mạnh về biển, về núi, về sông, và được thiên nhiên ưu đãi những cái bãi biển đẹp, những bán đảo Sơn Trà với những cái lợi thế về khu bảo tồn thiên nhiên và dòng sông Hàn thơ mộng. Với cái tiềm năng và lợi thế như vậy thì trong những năm qua Sơn Trà đã và đang phát triển trở thành một cái trọng điểm du lịch dịch vụ và kinh tế biển của thành phố. Cùng với quá trình phát triển của quận cùng với thì đời sống của nhân dân cũng được cải thiện rõ rệt. Có thể nói là trong năm 2006 theo cái thống kê thu nhập bình quân lúc đó thì thu nhập bình quân đầu người là mới chỉ là 8,1 triệu đồng trên đầu người trên năm. Nhưng đến nay thì thu nhập bình quân đầu người đã là 42,5 triệu, gấp 5,2 lần so với năm 2006. Trên đường đi tới, quận Sơn Trà vẫn còn giữ nhiều nét duyên xưa, những hồn quê cũ trong không gian phố thị. Nhiều di sản, bản sắc của một vùng quê nối biển và sông bao đời cũng còn được lưu giữ phát huy. Những giá trị đó sẽ được phô bày trong những tập tiếp theo thuộc bộ phim này.